Hello và welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình phá game tên nào. Ice Cream One. Let's go. Ok. Sau này nó bận của mình và anh ta sẽ bị ông ice cream nó bắt cóc. Wow. Rồi bây giờ thì mình sẽ xuống dưới và giải cứu cậu bạn mình thoát khỏi ta. Let's go. Oh, vẫn chưa thấy. Wow. Thử thùng rác này xem. Ok, còn một thùng cuối cùng ở bên gần đây. Thế bây giờ mình phải tìm cách như thế này. Let's go. Rồi giờ ông ta đi xung quanh cái chiếc xe, sau đó thì mình sẽ đi vào. Ok. Hôm nay thì mình sẽ xem anh chàng nào làm nhiệm vụ này, Jessica. Đây là một cô nàng rất là xinh đẹp. Oh my god, ông ta không gì. Ông này cúi xuống rất là nhanh. Xem lần này ông ta cúi được không. Rồi ok. Let's go. Này không được rồi. Mình phải lấy khẩu súng ra thôi. Lấy khẩu súng ra và bắt đầu mình với đi sang kia. I'm
going to count some kids today. I'm looking for the child. Rồi, chui ra. Let's go. Các bạn sang đây để các bạn đổ xăng vào cái bình ga này. Ông ta tỉnh rồi. Ok, đã đầy bình. Ta chui luôn vào trong này. Bây giờ mình phải để ông ta chui vào ra ngoài đây. Sau đó thì mình lại chui lại. Let's go. Let's go. Rồi ok, cất luôn vào trong xe. Sau đó thì mình ra chỗ cẩu đây. Và hạ luôn cái đường cống này xuống. Giờ mình sẽ tìm một chiếc áo. Trong chiếc áo đó thì có một chiếc chìa khóa. Ông ta đang đến gần đây rồi. Ok, let's go. Ở đây không biết có không. Đây rồi, chiếc áo đây. Ở trong chiếc áo này có một chiếc chìa khóa. Offside key. Ô, ông ta chui sang đây rồi. Wow. Ông này bắt bài rất là giỏi luôn. Giờ mình sẽ tìm cách để lừa ông ta. Is anybody looking? Sau đó thì mình sẽ sang Parking. Tấm thẻ Jessica đây rồi.
Let's go, quay lại quán cà phê. Mình sẽ mở cánh cửa ở đây trước. Đây là một cánh cửa được cái chiếc xe này. Let's go. Ok, chào đây là. Rồi, vào đây là chiếc chìa khóa để cứu thoát của bạn trai đây. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tầng thứ hai. Ice Cream Man, let's go. Phần hai này thì ông ta bắt một cô gái cũng là bạn của mình. Mình sẽ oan thân là dây và sẽ bây giờ sẽ đi giải cứu cô ta thoát khỏi ông ta. Nó giống phần 1, tức là ông ta để quên một cái mắc bản đồ ở dưới đường. Stop. Let's go. Ông ta phát hiện ra mình rồi. Ông này cũng bò làm gì. Ok, let's go. Rồi, bây giờ thì mình sẽ sang cinema. Ok, tiếp tục di chuyển tiếp đến nơi khác. Jay, help me. Cigarette. Jay, help me out of here, please. Ở đây thì mình sẽ phải tìm một tấm vé. Đó là một tấm vé để vào ngôi nhà này. Dùng eo. Em trăng đây. Ok. Rồi, mình sẽ để cái này ra đây.
May sao ông ta vẫn chưa nghe thấy tiếng gì. Mình sẽ vào đây để trao đổi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Okay. Sẽ lên trên tầng 2 này và tìm một hộp thức ăn dành cho con mèo. Vì cái đó rất là cần luôn. Vẫn chưa thấy, chắc ở đây rồi, không có luôn. Oh man, đây rồi. Yeah, let's go. Cầm cái mắc treo quần áo nào. Vào trong này tìm mắc treo quần áo thôi. Let's go. Không biết mình nắm ở đây xem ông ta có nghe thấy gì không. Rồi và mình sẽ dùng cái này để mình tháo một cái bình ga. Có vẻ ông ta đang ở gần đây. May. Chuẩn luôn. May sao mà ông ta vẫn đang ở xa. Oh my gosh, wow. Người ta ra đây lúc nào vậy? Không biết ông ta có thắp hương cho bố ông ta không? Có rồi, ok, đã thành công. Bây giờ thì mình sẽ về cinema. What will the ice cream? Let's go. Wow. Ở đấy mình đi thẳng vào thì mình sẽ bị ông ta bắt ngay. Đến thôi. Rồi, let's go. Jay, help me out of here.
ông ta ra đây đi. Ra hẳn chỗ này đi. Vào đây luôn. Sau đó thì mình sẽ đi vào và về xem đây là chiếc chìa khóa để cứu thoát cô gái này thoát khỏi ông ta. So ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Ice Cream 3. Stream 3 này thì có một anh chàng, anh đó bị bắt cũng là bạn của mình. Nhưng mà kết thúc của tựa game này lúc về cuối thì tất cả đều bị bắt hết, chứ không tiêu diệt, chứ không chạy thoát trốn được ông ta. Bởi vì ông ta rất là khôn. Kết thúc của tựa game này là như thế. Wow, ông ta chạy nhanh thật, xích mình bắt rồi. Xúc đi xem tao. Cái này thì chơi thì nó lâu hơn các tựa game kia, các phần 1, phần 2. Nhưng mà có điều là nó dễ hơn ở cái là nó có rất là nhiều đồ để các bạn cầm và các bạn làm trong tao choáng. Rất là nhiều đồ. Và cái mắt của nó cũng khá là rộng. Này ở tận ngoài rồi. Oh my god. Wow. Chúng ta bắt mắt rồi. Wow. So ok, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Dog is a cream. Let's go. Wow, đây là buổi đêm, khá là tối luôn. Đây rồi, đây có một chấm đỏ. Ồ, cái này chạy nhanh rồi. Rồi, let's go, đập vào đây. Let's. Bây giờ thì mình sẽ phải tìm một cái thang. Tìm một cái gì đó. Đây cái thang này rồi. Rồi let's go. Wow. Xem cái đường đi để lấy thang ở chỗ nào đây. Rồi. Ok, chỗ đặt thang ở đây rồi.
Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây. Shut the fire. Ok. Shut the fire, nhiệm vụ đầu tiên. Let's go. Ồ, bảo tàng một bức tượng rất là đẹp, làm bằng xi măng. Hard at work. Đây là ông người yêu, ông ta làm đúng là một đẳng cấp luôn. Yoo-hoo, sweetie, you're doing amazing. Oh, you fool, I'm playing you like a fiddle. Time for some self-care. Sẽ cầm cái bát này. Ông người yêu này đi ra chỗ khác, các bạn mới vào được. Nếu không ông ta phát hiện là các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay. Bảo tàng nhảy. Wow. Rất là điêu luyện luôn. Điêu nhảy, điêu luyện. Wow, ông này mãi chưa đi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 6, Big Guy, Chapter S. Continue. So, let's go. Mình sẽ phải đi tìm những chiếc chìa khóa, sau đó thì sẽ mở những chiếc chìa khóa ở cánh cửa, những cái cửa này. Và trong những cánh cửa đó thì nó sẽ có những cái khác để các bạn mở theo. Ở đây thì mình đang nhìn thấy một chìa khóa màu vàng, yellow key. Ở bên này sẽ có gì không? Ở tới cái này thì các bạn phải chơi khoảng 2-3 người thì các bạn mới phá đảo được. Còn không trong 9 phút rất là khó luôn. Mình nhớ là có một tòa nhà nào có chìa khóa nha. Đây, trên này là một chìa khóa gì đây? Một khẩu súng à? Cần,
Ở đây thì mình đã mở được chiếc khóa màu đỏ rồi. Màu xanh cũng mở rồi. Còn chỉ còn màu... xem trong này có gì không. Đó, lại chui vào đây thôi. Oh my gosh, không chui được. Wow, không hiểu sao cái này lại không chui được. Đâm ra lại bị ông ta bắt mất. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Siren here. SCP-6789. Let's go. Skip. Đường xa này không biết có đi được không? Mình thử đi xem nào. Không đi được. Chiếc xe xong có được không? Ok. Nhưng mà lại hỏng một cái gì đó. Vẫn còn thiếu một cái gì cơ. Đường điện đây rất là kinh khủng. Vào tìm tiếp nào. Các bạn phải tìm cách tìm những món đồ và để cho xe các bạn đi được. Rất là khó luôn. Bởi vì cũng là khá là rộng. Không vào được trong nào. Đây là một nghĩa trang. Nghĩa trang này không có gì. Ra lại đây xem. Không. Không có gì đây. Đó các bạn cứ đi tìm xung quanh. Đó tìm những món đồ cần thiết để tàu thoát khỏi đây là. Rồi ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Big Guy Chapter 11, xem 11 như thế nào đây. 11 thì các bạn phải đi thu thập. Ok, đi thu thập và tiêu diệt. Chưa thu thập được ai. Wow. Vớ vẩn, mình bị thu thập ngay. Vào trong này đi xem nào. Vẫn chưa thu thập được ai chứ. Ok. Let's go.
đội 7 với 7. Ok, thắng rồi. Rất là đông mà không hiểu sao lại họ lại không thu thập. Tiếp tục nào, xem có ai không. Wow, anh chàng kia 22 bắt luôn. Cho ở bên này. Không thấy anh ta nữa rồi. Anh ta ở tận đây cơ. Mình sẽ đi một vòng ở đây. Không biết có kịp thời gian không. Let's go. Wow, rất là đông. Rất khó đi. Đây rồi. Ok. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.